Cộng đồng Pioneer đã giải cứu 10 triệu đô la của TED Talk như thế nào? PDWork Daily xin chào cộng đồng Pioneer. Trong thời gian gần đây, mạng PDWork đã phát triển thành một siêu dự án với ít nhất là 11,1 triệu người thật tham gia. Trước những diễn biến tích cực của dự án và cộng đồng, thì cũng không ít các hoạt động lừa đảo và phá hoại. Điều này đã và đang tồn tại, đe dọa đến an toàn giao dịch và tài khoản phi của Pioneer. Chính vì lý do này mà chúng tôi sẽ cho ra mắt chuyên mục mới với tên gọi Giải ngố PNetwork trên kênh YouTube của Republic Bank. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi nghiên cứu và vạch trần các sự thật liên quan đến PNetwork, từ các thuyết âm mưu ngu ngơ đến những kế hoạch scam người dùng, từ các chiêu trò hack tài khoản VIP đến những câu chuyện hậu trường của các dự án đang mainnet. Tất cả sẽ được phân tích qua các video trong chuyên mục Giải ngố PNetwork của Republic Bank. Mục tiêu sau cùng vẫn là phục vụ và bảo vệ tài sản cho cộng đồng Pioneer. Ngay sau đây sẽ là chủ đề hot hit nhất đang được cộng đồng quan tâm vào lúc này, câu chuyện về ví TikTok 10 triệu đô. Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về việc ví 31 triệu vi của TikTok bị khóa. Câu chuyện đầy ly kỳ và drama đã được cộng đồng viết thành một tiểu thuyết gây cấn. Nào là ví bị khóa do vi phạm chính sách giao dịch, nào là thị trường P2P sẽ sụp đổ vì không ai dám giao dịch nữa. Rồi dự án TikTok bay hơi 10 triệu đô la khiến Pioneer toàn cầu trắng tay. Sau đó là quá trình kháng chiến của TikTok với loạt tâm thư gửi về Vicotem. Và sau một khoảng thời gian im lặng đầy chết chóc từ nhiều phía, thì mới đây, ví của TikTok đã chính thức sống lại, mở khóa 31 triệu Bitcoin và đưa 10 triệu đô la quay trở lại dòng chảy thị trường. Chiến thắng đã quay trở lại với cộng đồng. Nhưng có thật sự mọi thứ đã im ắng như chúng ta nhìn thấy hay không? Hay đằng sau nó là những trận chiến đầy khốc liệt của những ông lớn đang đàm phán với Bitcoin? Từ phía dự án cũng phải chịu một sức ép khủng khiếp từ phía cộng đồng. Vậy đây có phải là một thế yếu khiến Bitcoin phải đồng ý mở lại ví? Ngay sau đây, Giải ngố PNetwork sẽ cùng các bạn phân tích những chi tiết underground của sự vụ TikTok. Đây cũng là một cột mốc rất quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của PNetwork. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Tâm thư của cộng đồng Pioneer. Như trong các video trước, chúng tôi cũng nhận định 31 triệu Bitcoin chính là khối tài sản rất lớn với giá thị trường hiện tại gần 10 triệu đô la. Và chắc chắn đây không phải là tiền của dự án, mà nó là toàn bộ số tiền của cộng đồng Pioneer trên toàn thế giới. Chính vì thế mà nó đã tạo ra một sự kiện vô tiền khoáng hậu, đó chính là sức ép 11 triệu người từ cộng đồng Pioneer. Họ đã chính thức gửi một bức tâm thư lên Bitcoin. Hoạt động này đã tạo thành một phong trào trên Fireside. Tuy nhiên sau đó nhận lại vẫn là sự im lặng từ phía Bitcoin. Với nghi vấn dính líu tới các hoạt động rửa tiền và vi phạm hack ví người dùng, ví TikTok cũng đối diện với rủi ro bị khóa chỉnh diện. Tuy nhiên vào sáng nay, ngày 15 tháng 6, ví TikTok đã chính thức được hoạt động trở lại và dịch vụ của TikTok cũng sớm được khôi phục. Phần 2. Điều gì đã xảy ra phía sau tâm thư TikTok? Có lẽ sức ép từ phía cộng đồng chỉ là một điểm sáng nhỏ trong câu chuyện này, như nguyên lý của một tảng băng chìm. 80% sự việc mà chúng ta không nhìn thấy đã chìm ở bên dưới tảng băng. Vậy thật sự điều gì đã xảy ra đằng sau cuộc chiến ngầm giữa TikTok và Bitcoin? Chừng, chúng ta không nói về 31 triệu Bitcoin, mà chúng ta đang bàn về 10 triệu đô, tức là 257 tỷ đồng. Bạn không nghe nhầm đâu, 257 tỷ đồng. Và khối tài sản này sẽ không thể bị khóa một cách vô tư như vậy. TikTok và các thế lực ngầm đã tạo nên sức ép lên Bitcoin. Chúng tôi cũng tin chắc đã có những cuộc đàm phán đằng sau cánh gà cho khối tài sản này. Và điều kinh khủng nhất có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ. Đó có thể là những đe dọa trả đũa nếu 10 triệu kia chính thức bay màu. Với khối lượng 10 triệu đô, mọi biện pháp từ đàm phán đến khủng bố đều có thể được áp dụng và nhắm vào Bitcoin. Bạn có biết chỉ với 1 triệu đô là bạn đã có thể thuê hẳn một đội lính đánh thuê chuyên nghiệp có chức năng ám sát trên phạm vi toàn cầu? Đằng này con số đang là 10 triệu. Phần 3. Giá giao dịch Bitcoin phục hồi trong đêm. Trước sự kiện TikTok, giá của Bitcoin đã suy yếu về mức 6.000 trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, sau sự kiện TikTok thì lực mua đã quay trở lại. Giá trên OTC và cả Bitrix đang ở khoảng 0,26 đến 0,28 đô trên Bitcoin. Kết thúc vấn đề về lo sợ bị khóa ví, nhiều tay buôn đã quay lại và tham gia vào PNetwork. Lực mua cũng đã phục hồi rõ rệt từ tối qua.
Điều này càng chứng tỏ dòng chảy tiền tệ bên trong dự án Pi Network thật sự rất mạnh mẽ, không hề có chuyện ngăn cấp giao dịch đối với crypto và blockchain. Tóm lại, chào mừng tất cả các pioneer đã quay trở lại đường đua giao dịch và tích lũy Bitcoin. Chúc mừng Theotalk và các nhà giao dịch đã phục hồi lại ví tài sản của mình. Chúng ta hãy sẵn sàng cho một mùa P2D đầy nhộn nhịp. Để kịp thời nhận được các thông tin một cách nhanh nhất, bạn có thể tham gia vào nhóm Facebook của chúng tôi tại link được đính kèm dưới mô tả của video này. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được thông báo ngay khi video mới được xuất bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục tiếp theo.